chào dâu. Và bây giờ cháu xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè trong gia đình cô dâu và chú rể trong cái buổi đại lễ hôm nay, cho phép tôi xin được thay mặt cho gia đình cô dâu xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới đại gia đình nhà ta, và chúc đại gia đình sang một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các bà, thưa đại gia đình, tôi thay mặt cho gia đình nhà gái hôm nay xin được đưa cháu tôi về làm dâu, làm con, làm anh, làm chị trong đại gia đình nhà trai hôm nay. Bắt đầu từ giờ phút này, gia đình nhà trai được đón thêm một người con, người cháu trong gia tộc dòng họ. Mong sao hai gia đình sẽ vun đắp hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và cũng xin được phép thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hôm nay đưa cháu về làm dâu trong gia đình nhà trai hôm nay, xin giới thiệu bố cháu, bố cô dâu đưa cháu về làm dâu trong gia đình. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu bác của cô dâu. Xin được trân trọng giới thiệu cô ruột của cô dâu. Và xin trân trọng giới thiệu chú của cô dâu. Và trân trọng giới thiệu là cậu mợ của cô dâu. Và xin được giới thiệu với toàn thể gia đình nhà trai, tôi là mợ của cô dâu, được ủy quyền của đại gia đình là trưởng đoàn của nhà gái đưa cháu về làm dâu làm con trong gia đình. Thưa toàn thể gia đình, trong cái buổi đại tiệc hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, gia đình chúng tôi xin có một đôi lời. Trước hết là xin chúc sức khỏe đại gia đình và chúc hai cháu Hương, cháu Thanh trăm năm hạnh phúc. Và cũng từ hôm nay thì hai gia đình như một, và gia đình bên này sẽ có thêm một người con, người con hiền, làm đúng đạo lý là dâu hiền. Và gia đình chúng tôi cũng có thêm một người con, đó là rể thẳng. Trong buổi hôm nay đưa cháu về làm dâu con trong gia đình, chúng tôi cũng phải trân trọng cảm ơn cơ quan nơi mà cháu Hương đang công tác đã đưa cháu về làm dâu con trong gia đình. Thế và cũng trong buổi hôm nay thì thay mặt cho đại gia đình thì mợ xin trước hết là chúc mừng hạnh phúc của hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và bên cạnh đấy, làm tròn nghĩa vụ của người con dâu trong gia đình, làm tròn nghĩa vụ của người rể thẳng trong gia đình. Và bên cạnh những nhiệm vụ ấy thì cũng phải làm tốt công việc ở cơ quan nơi các cháu đang công tác. Thế và thay mặt cho đại gia đình chúng tôi cũng xin gửi gắm gia đình bên này một đôi lời. Các cháu, cháu Hương, các cụ ngày xưa có nói có lớn nhưng mà lại chưa có khôn, cũng mong cháu về làm dâu con trong gia đình bên này cháu khôn, các ông, các cụ, các bà bên này dạy ít, cháu dạy thì dạy nhiều. Ban nãy cũng được chia sẻ với các cụ ông, các bà bên nhà là bên cạnh cháu tôi là có các thím, các cô, rồi sự chỉ bảo ân cần của gia đình, thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng